Đã bao giờ các bạn cảm thấy áp lực trong công việc chưa? Khi mà áp lực, chúng ta nhìn vào cái màn hình này, có quá nhiều công việc chúng ta cần phải lo. Và cái điều duy nhất chúng ta mong muốn đó là cầm cái máy lên và vứt nó đi thôi. Nhưng mà vứt cái máy đi xong thì công việc vẫn không giải quyết được. Máy đi hỏng. Nhưng mà máy hỏng thì ai giải quyết cho chúng ta? Ai sửa máy cho chúng ta? Toàn sửa. Thế mà lại có đấy, Apple sẽ là nơi trực tiếp để sửa chiếc máy cho chúng ta đấy. Và làm thế nào để một cái công ty hút máu như Apple lại chấp nhận sửa một cái máy hỏng của chúng ta mà lại do chính chúng ta đập đi? Ôi trời ơi. Hãy tìm hiểu ngay trong video này nhá. Mình là Trường, đây là Mark One, bắt đầu thôi. Sở dĩ tại sao mà một công ty chuyên hút máu như Apple lại sẵn sàng có thể bỏ tiền ra để bảo hành cho chúng ta một chiếc máy mà lỗi lại không phải từ họ? Bởi vì chúng ta đã lựa chọn Apple Care Plus. Apple Care Plus là một cái gói bảo hành đã có từ rất là lâu ở trên các thị trường khác. Tuy nhiên, gói dịch vụ này bây giờ mới xuất hiện ở Việt Nam vào đầu những năm 2023 này thôi. Và gói bảo hành Apple Care Plus đó là một gói bảo hành giúp chúng ta kéo dài thời gian hơn để bảo hành sản phẩm của Apple từ 1 năm lên thành 3 năm. Cho một số các cái sản phẩm ví dụ như là MacBook hoặc là Apple Display còn sẽ là 2 năm cho iPad, iPhone và AirPods hay là Apple Watch. Và cái ưu điểm chính của gói bảo hành này đó là chúng ta sẽ được bảo hành thêm cả những cái lỗi bên ngoài không phải do nhà sản xuất, tức là lỗi do chính chúng ta làm ra ấy. Ví dụ như là rơi vỡ này hoặc là bị cấn móp vào nước, thậm chí là hỏng màn hình mà lỗi là do chúng ta. Tất nhiên thì không có cái gì là miễn phí cả. Ví dụ như là khi mà các bạn sửa chữa một cái màn hình giá nó khoảng 8 triệu đi, 7.999.000 theo như trang chủ của Apple, thì chúng ta chỉ cần phải bỏ ra là 2.690.000 thôi. Như vậy sẽ tiết kiệm được hơn rất là nhiều trên một cái màn hình gần chục triệu như vậy. Tiếp theo đó, trong vòng 3 năm này, nếu như pin của các bạn sử dụng dưới 80% thì Apple cũng sẽ hoàn toàn hỗ trợ là thay pin miễn phí cho chúng ta luôn nhá. Thường thì trong khoảng 3 năm như thế này, những ai mà sử dụng công việc mà hardcore ấy thì thường là pin cũng có thể là xuống dưới 80 rồi. Vì vậy lựa chọn thêm gói bảo hành này cũng là một cái rất là ok luôn. Xung quanh cái gói bảo hành này, ngoài cái việc về bảo hành máy ra thì Apple cũng sẽ có thêm những cái đội ngũ hỗ trợ cho chúng ta về các cái phần mềm do Apple làm ra. Ví dụ như là cách sử dụng macOS này hay là dùng Logic Pro, Final Cut Pro. Những cái phần mềm chuyên dụng của Apple bên trong đó cũng sẽ được support nhiệt tình ở trên hỗ trợ online luôn. Vậy thì Apple Care Plus sẽ thực sự là phù hợp với ai? Tất nhiên rồi, một cái gói bảo hành như thế này thì chúng ta sẽ không hề bỏ ra một cái số tiền rẻ đâu. Nó sẽ tùy vào từng chiếc máy một mà có những cái mức giá nó khác nhau. Ví dụ như ở đây sẽ có một cái bảng giá của cho những chiếc MacBook. Thì MacBook Air M2 bản 13 inch giá sẽ là 5.199.000. Cho đến là MacBook Pro 16 inch sẽ là 10.999.000. Tức là cái mức giá này nó không hề là rẻ. Vì vậy, để cân nhắc xem là chúng ta có nên mua Apple Care Plus hay không thì chúng ta nên dựa vào các cái yếu tố xung quanh của chúng ta. Nếu như bạn là một người cẩn thận như các bạn sống trong một môi trường có con nhỏ chẳng hạn, hoặc là những cái môi trường có các yếu tố tác động bên ngoài nhiều, ví dụ có con nhỏ thôi đã là một cái rất là nguy hiểm cho chiếc MacBook của chúng ta rồi, thì nếu mà chẳng may chúng ta làm rơi vỡ hoặc là trẻ con đi qua đụng vào làm hỏng máy chẳng hạn, thì mang máy đến vẫn được sửa chữa và trợ giá rất là nhiều. Đó là yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai, nếu như bạn là một người quan tâm và ít khi đổi máy thì hãy lựa chọn Apple Care Plus là một cái rất là đáng để chúng ta đầu tư. Bởi vì một chiếc máy chúng ta dùng lâu dài thì chắc chắn đồ điện tử chúng ta không thể nói trước được rằng là nó có lỗi hay không, mà chúng ta không biết được rằng là khi nào mà nó lỗi. Vì vậy, với 3 năm như thế này, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi lựa chọn Apple Care Plus thì chiếc máy của chúng ta sẽ được đảm bảo an toàn bởi chính Apple luôn. Về phần kết này thì mình cũng phải nói lại một chút là cái Apple Care Plus này chúng ta chỉ đăng ký được trong 60 ngày đầu tiên thôi nhá. Vì vậy, trong 60 ngày đầu này hãy cố gắng suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ để xem chúng ta có nên lựa chọn Apple Care Plus hay không. Vậy thì ý kiến của các bạn như thế nào về Apple Care Plus ở Việt Nam? Hãy cho mình biết ở phía dưới phần comment nhá. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One và hãy đón chờ xem nhiều nội dung hơn ở trên YouTube, YouTube Shop và TikTok của Mark One nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.